Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tôi có nhận được khá là nhiều phản hồi từ phía các bạn kinh doanh rằng là có rất nhiều bác liên hệ để đặt mua những chiếc đầu giải mã DAC với mong muốn là cải thiện âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke gia đình được hay hơn. Và các bác cũng chỉ sử dụng ở trên TV xuống thôi, chứ không có dùng máy tính hay là điện thoại. Thế thì cái vấn đề là ở chỗ là các bác chỉ sử dụng TV, mà TV của các bác lại không có cổng quang, tức là cái cổng Optical đấy quý vị. Đấy. Và ngoài ra tôi còn biết một số trường hợp như này. Một số trường hợp anh em thì lại TV không có cổng quang, anh em dùng Bluetooth. Có dùng Bluetooth, bởi vì TV có tính năng phát Bluetooth đâu. Và ngoài ra còn một số anh em chơi lại cực đoan hơn, anh em dùng cổng 3.5 như này. Một số con đầu giải mã nó có tích hợp cổng tín hiệu nhận là 3.5 quý vị nhé, có nhận là 3.5. Và thậm chí là những con giải mã hàng bãi như tôi biết là có cả nhận cổng AV cơ, tức là đường AV in. Đấy. Quý vị lưu cho là đã gọi là giải mã, tức là nó giải mã tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu analog. Đấy. Nếu như quý vị và các bạn sử dụng cổng 3.5 và cổng AV, nó vẫn ra tín hiệu bình thường. Thế nhưng mà khi này tín hiệu vào là AV là 3.5, nó là tín hiệu analog rồi, thì lúc này nó sẽ không kích hoạt tính năng giải mã trong con đầu giải mã này quý vị nhé. Nó sẽ không kích hoạt tính năng, mà khi qua những con đầu như này, nó chỉ gọi là nó qua cái bộ phận là chỉnh lại các hệ số méo tiếng hoặc là khuếch đại lên thôi. Đấy. Chứ thực tế nó không kích hoạt tính năng giải mã trong những chiếc đầu giải mã này. Nên là nếu như anh em sử dụng giải mã mà cái cổng vào là cổng 3.5 hoặc là cổng AV, có một số anh em nhé, có một số cổng vào là AV thì nó sẽ không kích hoạt tính năng giải mã, nên là chất lượng nó sẽ không được đảm bảo. Trừ duy nhất cái cổng Cosine này quý vị này, cái cổng mà quý vị gần nhìn như này, nó gần giống cổng AV này, nó chỉ có một đường thôi, nó là Cosine. Đấy, đây là cổng kỹ thuật số. Đấy. Còn cổng AV là sẽ có hai cổng RL như này. Đấy, nhá. Thế thì đối với cái trường hợp mà TV không có cổng quang mà anh em mua đầu giải mã, thì có thể là do các bạn tư vấn từ phía chúng tôi, hoặc là có thể là các bạn kinh doanh khác cũng không tư vấn kỹ cho quý vị và các bạn, nên là anh em mua đầu giải mã rồi về rồi thì mới không biết kết nối, nên là sử dụng nó không được tối ưu. Quý vị để cho một số TV đời mới bây giờ ấy, thì nó sẽ có kích hoạt tích hợp những cổng quang nhà này. Đây, cho quý vị xem phía sau. Đây, cái cổng quang như này, cổng quang Optical. Đấy, màu đỏ đỏ như này. Cái này thì quý vị đã chắc ai cũng biết rồi. Đây là sẽ sáng lên này. Đấy, nó ký hiệu là Optical Digital. Đấy, đấy nhá. Này mình sẽ cắm vào thì nó sẽ sáng lên. Đấy, sáng lên này, ánh sáng màu đỏ này. Thế thì có một số khách hàng cũng chia sẻ rằng là TV anh mới mua, vô lý tại sao lại không có. Cái này thì thực tế mình cũng không biết, nhưng mà theo như mình đoán là TV anh em mới mua. Thế nhưng mà anh em mua cái đời TV nó sâu rồi, có thể là TV đó nó sản xuất cách đây vài năm rồi chẳng hạn như vậy nhá. Nhưng mà bây giờ anh em mới mua thì chưa chắc đã là TV sản xuất đời mới, cũng có thể là một lý do như vậy nhá. Là khi anh em mua TV, hoặc là nên để ý là cái đời TV mình có cứ chuẩn âm thanh quang học hay không, chuẩn âm thanh chất lượng cao nhá. Còn không thì đại đa số là anh em hãy sử dụng tín hiệu từ cổng 3.5 như này. Cổng 3.5. Đấy, cổng 3.5. Cổng này thì anh em sẽ cắm một đầu vào cổng 3.5 của TV. Đấy, và đầu còn lại nó ra hai đường AV để anh em cắm trực tiếp xuống Amply anh em dùng. Nếu như TV không cổng quang. Thế trong trường hợp như này thì chúng ta cần phải làm gì? Đối với trường hợp quý vị dùng cổng 3.5 như này, như tôi vừa nói ở đây, thì chúng ta nên nâng cấp cái dây kết nối này nó đạt tiêu chuẩn một chút. Tôi nhắc lại là nâng cấp cái dây nó đạt tiêu chuẩn, không cần thiết phải xịn sò đâu, anh em chỉ cần chọn cái dây 3.5 nó đạt tiêu chuẩn là được rồi nhá. Thì anh em sẽ lại cắm trực tiếp từ TV xuống âm ly, hoặc là anh em nào chơi vang thì cắm xuống vang để hát karaoke. Đấy, thì cắm cái dây xịn ấy, nó không bị sôi sạn, âm thanh nó ra nó cũng không bị sôi, không bị ù, nó cũng chuẩn hơn. Đấy, nên lời khuyên cho anh em như vậy. Đấy là một. Còn ngoài ra anh em muốn cải thiện cái chất lượng âm thanh được tốt hơn thì anh em đừng ngại gì mua giải mã anh em nhé. Nếu như không có cổng quang, mà chỉ dùng tivi không, đừng dạy thì mua giải mã, nó hơi lãng phí, bỏ qua cái vấn đề giải mã sang một bên. Chúng ta sẽ tìm đến những con rề đèn như này. Đây là một cái sự lựa chọn cho quý vị và các bạn. Những con rề đèn này nó là cổng vào là AV. Cổng vào là AV quý vị nhá. Các cái cổng vào của nó chủ yếu là AV như này, tức là analog như này. Đấy. Nó không phải là cổng vào kỹ thuật số những con giải mã nữa. Và cổng ra sẽ là hai đường AV bình thường để xuống âm đi đây. Như quý vị thấy, cổng 3.5 này từ TV này. Từ TV nhá, xuống con rề. Đấy, và qua con rề này nó khuếch đại, nó thay đổi các cái âm sắc để nó được hay hơn. Sau đó tín hiệu mới xuống qua đường AV như tôi nói đây. Mới xuống âm ly anh em chơi. Đấy. Thì có phải như này nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với anh em dùng giải mã là một. Đây là một cái gợi ý. Ngoài ra cổng 3.5 này anh em có thể, con rề này anh em có thể dùng cho điện thoại được này, máy tính được qua cổng 3.5. Đấy. Và những con rề này còn có tích hợp cả Bluetooth nữa anh em nhé. Có cả Bluetooth nữa. Đấy. Anh em bắt Bluetooth vào con này cũng rất là tiện, thoải mái hơn. Bluetooth có thể TV anh em phát Bluetooth ra thì con rề là bắt được. Đấy, anh em có thể chỉnh bắt chép ở trên con rề này. Đây là một cái sự gợi ý cho anh em rất là hay. Chỉnh bass, chỉnh chép này, chỉnh âm lượng này, kích âm lượng nó lên này. Đấy. Đấy nhá, đây là một cái sự gợi ý cho anh em. Nếu như TV không có cổng quang hoặc những con rề như này, có chỉnh cả mít nữa cơ. Đấy. Đây là một số những cái lưu ý cho anh em nhá. Và nếu như mà TV có cổng quang rồi thì tuyệt vời thôi. Anh em dùng giải mã. Đấy, dùng giải mã qua đường quang xuống đây. Đấy, thì lấy cổng tuyệt vời, có cổng quang thì cắm dây quang vào giải mã. Đấy, và từ giải mã nó sẽ xuống âm ly, hoặc là thậm chí là có giải mã rồi chơi thêm con rề nữa cũng rất là hay. Cái tôi có chia sẻ với anh em rồi. Đấy nhá. Ngoài ra thì để khai thác được những con giải mã này, chúng ta có thể là copy những cái USB, những cái bài hát vào trong thẻ nhớ hoặc trong USB này, trong ổ cứng này này. Quý vị thấy không? Tôi copy nhạc vào đây thì tôi sẽ cắm vào cổng USB của TV. Tôi ví dụ như vậy. Tôi cắm vào cổng USB của TV. Chúng ta copy nhạc vào đây. Đây là cổng USB đâu nhỉ? Đây rồi. Đấy. Rồi, quý vị cắm cái USB mà copy nhạc vào đây này. Quý vị cắm vào TV, xong đó từ TV chúng ta chơi nhạc nó xuất ra. Xuất ra có thể là ra giải mã này, do con rề nó chơi rất là tuyệt vời nhá. Đấy là một số cái chia sẻ nhỏ nhỏ giúp anh em. Thì không biết quý vị và các bạn nào có cái ý kiến đóng góp hoặc là có câu hỏi gì có thể thẳng thắn để lại phía dưới nhá. Thì tôi sẽ trả lời anh em. Mình sẽ làm những cái video mà nhiều người hỏi, nhiều người quan tâm để giúp giải đáp anh em nhá. Còn những anh em nào biết rồi có thể bỏ qua nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.